chợ Xuân Thủ ở đây, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây luôn. Điều kiện mình sinh sống thì nó cũng ngang nhau đó, mình di chuyển đâu có bao xa vào trong trung tâm của thị xã đâu. Sáng giờ mình bán được không cô? Dạ. Sao mình không để khách lại và mình mới chiên cho nó nóng cô? Không kịp hả? Ở trong căn nhà Nam Bộ ngày xưa, căn nhà nghèo ở nơi đây. Cá mà trong chợ mà ế mà xách rổ đi rau như vậy luôn nè cả nhà. Dạ. Con cá vậy là mình bán bao nhiêu vậy cô? 40 ngàn một ký ha. Phía trước này người ta trồng vườn nè cả nhà. Đẹp ghê không? Một cái đám ruộng ở phía bên ngoài. Bên trong là trồng cây tùm lum luôn. Con thấy có khoai mì, rồi có đu đủ, dừa, chuối. Bối rối luôn, làm bối rối luôn. Xôi bên đây xôi. Giờ cũng trưa rồi mà thấy còn nhiều quá cô. Ông đi chợ hả? Dạ. Ông mua cá về ăn. À, con cháu đâu mà không đi mua mà để ông mua. Đi học hết. Dạ. Đi bán buôn hết. Dạ. Con đi chợ hả con? Hả? Con mua gì vậy? Mua bánh. Đây có hai cô bán ở đây vui quá ha. Ngay cái góc này hả? Coi như là một mình một ngựa đó. Không có ai mà xen vô đây được hết. Gò Công là một vùng đất mà gọi là màu mỡ, người dân hiền hòa từ xưa tới giờ. Dạ, em xin được mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Quê Nhà Ngày Nay. Ở phía trước mình á, là cây cầu Bình Tân. Ngay đây em thấy có một ngôi chợ nhóm nha cả nhà. Thì ngay đây là ấp Thuận Trị, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ngay đây mình có một cái ngã ba nè cả nhà. Con đường này là con đường DT877, còn con đường này là đường huyện 19, một cái hướng mình đi vào trung tâm của thị xã đó. Cái hướng này mình cũng vào được trung tâm thị xã Gò Công luôn. Trên cái tuyến đường DT877 này thì có những cảnh vật như thế nào, sau đây mời cả nhà cùng đồng hành với em để khám phá cái khu vực trên cái con đường này nha. Một cái hướng mà mình đi vào trong cái trung tâm sầm uất nhất ở Gò Công ngày nay nha cả nhà. Ngay cái ngã ba này em thấy xe lớn nó chạy nhiều quá cả nhà. Xe trung chuyển không à. Có thể xe đó nó chạy trung chuyển vào trong thị xã đó để giao dịch hàng hóa hay chở hàng gì đó. Phía trước mình có bảng cổng chợ nè. Một cái biển báo chợ ở đây. Bách hóa xanh. Nhìn ở cái đoạn này khá là đô thị luôn. Nhộn nhịp phố phường. Bên đây là chợ Bình Tân. Mình qua bên chợ một tí xíu nha cả nhà. Phía trước chợ có mấy cô bán bánh xèo. Bánh xèo ngon quá cô ơi. Đây cô bán bánh xèo sáng hả cô? Dạ. Sáng giờ mình bán được không cô? Dạ. Sao mình không để khách lại và mình mới chiên cho nó nóng cô? Không kịp hả? Dạ. Mình phải chiên sẵn như vậy. Cô lại đây từ sớm không? Bán mình bán từ sớm không cô? Thao tết mở. Rồi cảm ơn cô nha, con đi vào trong tí xíu cô. Chúc cô mua bài bán đắt nha. Ngày đây có một cái xe bánh nó ngon quá ngon.
Dạ cho em quay đi. À, quay bánh là phải mua nha. Cho em quay ké đi chị. Khoai lang ngon quá nè. Con đi chợ hả con? Hả? Con mua gì vậy? Mua bánh. Bánh đủ loại hết ha cô ha. Bánh này bánh gì thấy lạ quá nè. Bánh lá, bánh tầm. Lá tầm hả? Một hộp vậy là nhiêu? 10.000. Nhiêu tiền hả? 10.000 hộp. 10.000. Bối rối luôn, làm bối rối luôn. Xôi bên đây xôi. Giờ cũng chưa rồi mà thấy còn nhiều quá cô. Dạ. Cá mà trong chợ mà ế mà xách rổ đi rau như vậy luôn nè cả nhà. Dạ. Con cá vậy là mình bán bao nhiêu vậy cô? 40.000 một ký ha. Một con, hai con một ký không? Dạ. Dạ. Hai con cá đó một ký. Ế quá cô xách vỏ cho đi vòng vòng rau luôn nè cả nhà. Dạ. Giờ con cảm ơn cô nha, con đi luôn cô. Chúc cô mua bán thuận lợi nha. Dạ. Bánh rất ngon. Bây giờ mình sẽ chạy vào trong chợ. Cái phía này không có cho chạy lên được. Phải chạy vòng qua bên đây. Bên này bán dao kéo quá trời. Có mấy anh giao hàng chạy vào trong chợ luôn nè. Chợ giờ cũng trưa cũng tan rồi cả nhà. Tan bớt rồi. Bà con mình đi chợ thấy cũng rất ít nha. Không có nhiều. Các sạp bán này cũng đầy đủ đồ ở đây. Bánh, bánh trái. Phía sau cùng là bán cá mắm. Mấy sạp này là giờ là dọn luôn rồi nè cả nhà. Trời ơi, đồ đồng ngon không? Con xua đũa bắp bắp chuối. Dạ. À. Cãi mà chê hả? Dạ quay YouTube. Quay YouTube. Dạ. Mình đã vòng lên phía trước rồi nè cả nhà. Phía trước này bán những cái bịch đồ mát không à, với lại khoai lang. Đó là toàn bộ một vòng ở ở chợ Bình Tân mình. Tạm biệt ngôi chợ Bình Tân nha, mình tiếp tục di chuyển trên đây để chia sẻ tuyến đường này cho cả nhà mình xem. Đường huyện 11B cả nhà, cái đường này đẹp quá ta. Mình đang chạy trên cái tuyến đường này á, thấy có những cái tuyến đường nhỏ nhỏ nữa cả nhà. Tuyến đường đồng quê rất đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi trên cái tuyến đường đô thị này đi. Để quay cái cảnh mà nhộn nhịp ở khu vực Gò Công Tây cho cả nhà mình xem. Bên đường người ta để bao bao này làm cái gì? Không rõ nữa. Cái đoạn mà ngay chỗ Bình Tân đó, chợ đó, nó sung, nó nhộn nhịp lắm cả nhà. Nó rất là gọi là kinh doanh mua bán ồn ào á. Mình chạy lên tí xíu thì đây là những cái căn nhà mà bà con mình nè ở. Kinh doanh thì không có nha. Thấy rất ít luôn cả nhà. Nó khác so với lại cái khu vực ở dưới Bình Tân á. Ngay cái đoạn chợ đó cả nhà. Phía trước này người ta trồng cỏ nữa nè. Có chiếc xe lôi ở đây.
không biết có ai cắt cỏ ở đây hay không, có cắt về cho bò ăn á. Mùa này đi thấy bà con mình đổ đất nhiều lắm, săn lấp nguyên cả cái những cái khung cảnh làng quê nha cả nhà. Bên đây trồng mía, trồng cỏ gì nữa. Mình càng vào sâu á, phía tuyến đường này mình thấy một cái biệt thự kìa phía trước đây cả nhà. Đại gia vùng này chứ không chơi đâu nha. Nhà hai tấm luôn á. Phía trước trồng bông giấy à. Quá. Nhà sâu ở trong mà thấy nó độ hoành tráng không có luôn. Nhìn từ phía bên ngoài. Khu này sao trồng bông giấy nhiều quá. Bên đây một khu vườn nữa nè. Cả nhà thấy cái hàng cao ấn tượng không cả nhà? Đây có 4-5 cây cao. Đẹp ghê, một khu nhà vườn. Đường làng đi vào trong khu vực ở nhà phía trong sâu ghê không? Người ta trồng những cây su đũa nữa nè. Phía trước này là cái ngôi trường gì đây? Không biết cái hướng cổng đi vào ở hướng nào đây nè cả nhà. Đây là trường tiểu học Nguyễn Văn Trừ. Có mấy anh lấy rác ở đây. Miếu bà ao tre sang bên trường học luôn. Em chạy như vậy thì cũng không có nắng dữ so với mọi hôm. Không có nắng nóng oi bức như mọi hôm đó cả nhà. Nó cũng có nắng len lói lên hơi nhẹ nhẹ một tí xíu, cũng thích hợp cho mình chạy như vậy. Nhưng mà mình ghi hình thì không được đẹp nha cả nhà, nó hơi tối một tí. Bên đây có một khu vườn nho nhỏ nữa nè, khu vườn cải thứ ban nãy đó cả nhà. Rồi trong căn nhà, căn nhà Nam Bộ ngày xưa, căn nhà nghèo ở nơi đây, mái tôn, vách thiết, cột cây nha cả nhà. Phía trước là cái khu vườn. Cái này mà nói sực ra là em quên tên gì rồi. Trồng một cái khóm nho nhỏ ở khu vực phía trước này, xung quanh thì cũng trồng cỏ đó. Mặt tiền mà kinh doanh ngon lành luôn mà trồng rau cải nè. Cái nhà mình thấy sang không? Đẹp quá. Cảnh ngoài mặt tiền lớn, nhộn nhịp nhưng mà mình thấy được cái sự thôn quê ở căn nhà này á. Cải nào cải nấy nó to. Cái bắp nó to quá trời. Bên đây kinh doanh đủ mặt hàng hết nè. Phía trước các bạn cổng chợ nữa rồi. Em cũng chưa đi cái tuyến đường này lần nào nên còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm cả nhà. Nè, chợ Xóm Thủ cả nhà ơi. Chợ Xóm Thủ ở đây. Huyện xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây luôn. Ấp văn hóa Xóm Thủ. Giờ này tan chợ rồi. Thấy phía bên trong bà con mình bán cũng ít.
Rồi bên đường người ta trồng sương rồng đẹp ghê hôn. Sương rồng làm kiểng nhìn đẹp lắm. Lúc trước em có đi ở bên Phước Hậu Cần Duộc đó cả nhà, thì có một đoạn cũng trồng cây này. Giờ nhìn trồng cây này hàng rào nhìn thấy nó ấn tượng lắm, nó lạ mắt á cả nhà, ít người trồng. Tính ra thì bà con mình ở huyện Gò Công Tây trồng vườn nhiều lắm, không thua gì ở huyện Cần Duộc ngày nay đâu cả nhà. Đây trồng bí rợ, bí đỏ. Một anh đang tưới nước vào buổi sáng hôm nay, buổi sáng sớm. Mình đang di chuyển qua cầu Xóm Thủ, một cây cầu bê tông, dưới là cái con kênh. Xung quanh đây bà con mình ở nó cũng ít lắm, vắng lắm. Mấy con đường mà cặp kênh này nè, mình chạy rất đẹp nha cả nhà. Ở đây có nhiều cái con đường đẹp, có nhiều điều mới mẻ lắm. Mới mẻ so với em ở cả nhà. Có dịp em sẽ khám phá hết cái khu vực, những con đường này để gửi đến cho cả nhà mình xem nha. Gò Công là một vùng đất mà gọi là màu mỡ, người dân hiền hòa từ xưa tới giờ. Bên đây là bên đồng, phía trước này người ta trồng vườn nè cả nhà. Đẹp ghê không? Một cái đám ruộng ở phía bên ngoài, bên trong là trồng cây tùm lum luôn. Em thấy có khoai mì, rồi có đu đủ, dừa, chuối. Bên đây là những cái dây leo vàng mướt nè. Con này là cải gì không biết luôn. Mướp này có trái rồi, mướp nụ, nhìn non ghê. Bông vàng đẹp lắm. Đường này là đường dẫn vào trong trung tâm của thị xã Gò Công. Một cái con đường, một tuyến đường mà có thể nói là kinh doanh được, nhưng mà vẫn còn rất nhiều cái khu vườn nằm ở ngay cái mặt tiền con đường này luôn đó cả nhà. Ấp Văn Hóa, Dòng Cát, những cái con đường nhỏ nhỏ gì nè là mình đi nó đẹp lắm, nó thấy bình an lắm đó cả nhà. Quán rửa xe 68, đây là trạm y tế Long Hòa, thị xã Gò Công. Vậy là cái khu vực này là thị xã rồi, thuộc thị xã Gò Công rồi cả nhà ơi. Đây là phường 2, con đường Trần Hưng Đạo. Tính ra là con đường này nó thuộc một nửa là Gò Công Tây, một nửa là thị xã Gò Công của huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang ngày nay. Thị xã Gò Công ngày nay mai sẽ có những cái thông tin cũng như là bài báo viết về thị xã Gò Công sẽ lên thành phố. Không biết như thế nào cả nhà. Mà em check trên bản đồ Google Map á, thì thấy nó để là thành phố Gò Công đó cả nhà. Không biết cả nhà mình có để ý như vậy hay không. Rồi ở đây là dãy phòng trọ, là nguyên dãy mặt bằng kinh doanh. Phía sau là một cái khu vườn
rộng lớn luôn. Này trồng gì đây? Ủa này đậu que đậu bún cả nhà ơi. Đây là đậu que. Đậu que quá trời ha, ở phía sau nè. Bên đây là trường học gì đây? Trong đây còn cảnh quang sơ lắm, chỉ được cái mặt tiền là kinh doanh ở phía ngoài thôi. Bên đây người ta làm cái gì? Ống cống để quá trời. Trường tiểu học Long Hòa, trường đẹp ghê luôn. Ủa, không thua gì trường ở những nơi khác đó cả nhà ơi. Đẹp ghê, hai lầu, rộng lớn lắm. Bên đây là trung tâm văn hóa xã Long Hòa luôn, thị xã Gò Công. Cá lồng tông này là mình mua lại hả? Ủa mình đi văn luôn hả? Trời ơi. Mình văn bằng lưới hả cô? Wow. Vậy là lựa mấy con bự này là mình bán, còn con nhỏ này mình ăn. Ngon quá ha. Vậy là mình bán bao nhiêu một ký cô? 80.000. 80.000 một ký. Cân sỉ giá là 70. Này sỉ là mình 70.000 một ký. Mình đi văn và mình ở đây mình bán luôn. Nhìn ngon quá ha, cá đồng. Dạ. Thì mình có điều kiện thì mình cứ làm. Dạ. Nhìn ngon quá cô ơi. Cái này kho lên là dạ. Sao mình không lợi chợ mình bán mà mình bán ngay cái gốc như vậy cô? Dạ. Bên đây cô này bán cá phi. Cá phi cá biển. Con cá phi này bự quá. Dạ. Dạ con quay YouTube ông. Ông đi chợ hả? Dạ. Ông mua cá về ăn. À, con cháu đâu mà không đi mua mà để ông mua. Con cháu nó đi học hết. Dạ. Đi bán buôn hết. Dạ. Cô đi, chú này đi bán với số nữa. Dạ. Dạ chào cô chú nha. Chúc chú sức khỏe luôn. Đây có hai cô bán ở đây vui quá ha. Ngay cái góc này ha. Coi như là một mình một ngựa đó. Không có ai mà xen vô đây được hết. Dạ. Sáng giờ mình bán được không cô? Bữa nay bán chậm hơn mỗi bữa. Dạ con thấy này ngon quá trời. Thôi chúc cô hai cô mua bay bán đắt nha. Dạ con đi luôn cô. Dạ. Ở đây là có hai cô bán cá ở ngay cái đoạn ngã ba mà cuối con đường nãy giờ mình đi khám phá đó cả nhà. Ở ngoài đây là tuyến quốc lộ 50 rồi. Và cái hướng này á, là mình đi về bến xe Gò Công, đi xuống Mỹ Tho rồi đó. Còn cái hướng này mình đi vào trung tâm của thị xã Gò Công, cũng như là cái biển Tân Thành á. Mình về biển Tân Thành luôn đó cả nhà. Trên cái tuyến quốc lộ 50 ngày nay ha. Rồi bây giờ thì có lẽ em xin ngừng video clip tại đây. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành với em trong clip hôm nay. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh của em nha.